chào mọi người. Hôm nay thì xuất hiện một nữ YouTuber đang dùng điện thoại di động để quay lại cảnh hạ thủy chiếc xà lan chở container lớn nhất mọi thời đại 250 công. Và đây là chiếc tời, cũng là một chiếc tời khổng lồ dùng để hạ thủy chiếc xà lan khổng lồ này. Đây chính là chiếc xà lan khổng lồ, chiếc xà lan chở container lớn nhất mọi thời đại hôm nay đã được chính thức hạ thủy để lên ngôi vương. Thì mình sẽ xin giới thiệu lại sơ qua các thông số chính của chiếc xà lan khổng lồ này. Chiều dài của chiếc xà lan này là 79,9 m, tức là chỉ còn một tấc nữa là tròn 80 m. Còn bề ngang của nó là 15,6 m. Nếu mà cộng hai con lươn hai bên mạn nó thành 15,9 m, gần 16 m. Và tâm hạ của nó là 5,75 m. Được gắn hai máy cumin K19. Và trọng tải của chiếc xà lan này nếu như mà chở hàng khô thì nó là 4.500 tấn, còn nếu chở container nó chở được 250 công tiêu chuẩn, công 20 feet. Để hạ thủy chiếc xà lan khổng lồ này thì người ta dùng tới 12 chiếc phao, 12 cái túi khí đấy, có đường kính là 2 m và chiều dài là 16 m. Bề ngang của chiếc xà lan này là 15,6 m, cho nên mặc dù là những cái chiếc phao này nó dài tới 16 m nhưng mà nó cũng chỉ lú ra ngoài hai bên đấy một tí thôi. Đấy là những cái đầu để mà bơm hơi, những cái đầu để mà bơm và xả không khí ra ngoài thôi. Gần như là nó lọt thỏm vô trong cái lườn của chiếc xà lan rồi. Đây mọi người hãy quan sát xem. Sau khi hạ thủy được một đoạn đó thì những chiếc phao ở đầu, ở phía mũi của tàu nó dư ra, nó lăn ra ngoài đấy, thì người ta sẽ dùng những chiếc phao này để di chuyển về phía đuôi tàu và tiếp tục bơm hơi, bơm căng nó lên để làm những cái con lăn tiếp theo. Đây thì là cái khoảnh khắc mà các anh công nhân ở trên tàu đấy, các anh công nhân còn đang làm cái công việc là trang trí nội thất hoặc là lắp đặt trang thiết bị, tranh thủ lúc mà xà lan đang được hạ thủy đấy thì thưởng thức những cái trái bắp lót dạ. Và cũng không loại trừ đây là những cái trái bắp mà được sắp xếp trong cái mâm cúng á, làm thủ tục trước khi mà hạ thủy đấy. Thì lại có một chiếc phao, có một chiếc phao được di chuyển từ phía mũi tàu về phía đuôi tàu để tiếp tục làm nhiệm vụ làm con lăn để hạ thủy chiếc xà lan này. Và có lẽ là vất vả nhất là khi anh
công nhân mà lái cái chiếc xe cuốc. Để coi kỹ lại xem là xe cuốc của anh là xe cuốc gì. Đây hình như nó là chiếc Caterpillar, đúng rồi, chiếc Caterpillar 325. Đây thì là một góc nhìn khác. Bây giờ thì mình đã di chuyển lên chiếc xà lan ở phía ngoài sông, đứng ở trên chiếc xà lan phía ngoài sông để mà quan sát đuôi của chiếc xà lan chở container đang được hạ thủy. Thì như mọi người đã biết trong các clip trước thì mình đã giới thiệu là chiếc xà lan này có hai bánh lái hai chân vịt, và cái bánh lái của nó thì rất là khủng, đang được cố định, đang được hàn hai cái thanh cố định đấy để hạ thủy. Còn chân vịt thì là hai chân vịt bốn cánh, và mỗi một chân vịt đường kính là hai thước 18. Rồi thì chúng ta đang nghe được những âm thanh không được hay lắm, hình như là đã có những sự phối hợp không được nhịp nhàng giữa các cái tốp công nhân trong cái quá trình hạ thủy. Thì do chiếc xà lan là nó đang hạ thủy thì nó đứng lại, cho nên là đã có cái yêu cầu, tức là dùng chiếc xe cuốc này tạo một cái cú hích để cho nó có chớn nó tiếp tục lăn xuống. Tuy nhiên là do có sự phối hợp là không được ăn ý cho lắm, cho nên là đã có cái sự to tiếng. Công nhân mà lái chiếc xe cuốc lớn tuổi hơn anh, có kinh nghiệm, anh đang nhảy lên và đưa chiếc dầu hích nhẹ vào chiếc cọc bích để cho chiếc xà lan có chớn từ từ lăn xuống. Đây thì là cái khoảnh khắc mà chân vịt từ từ lặn hoàn toàn vào trong mặt nước. Một cái khoảnh khắc đầy cảm xúc. Rồi bây giờ thì là chân vịt bắt đầu lặn hoàn toàn xuống dưới nước rồi. Cái quá trình hạ thủy những chiếc xà lan mà lớn như thế này á thì thường thường là phải bơm hơi hoặc xì hơi các cái túi khí ở các cái vị trí khác nhau
để mà điều chỉnh cái độ dốc. Tuy nhiên là do trong cái quá trình hạ thủy đấy thì nó có những tiếng ồn rất là lớn, cho nên quá trình trao đổi thông tin giữa các cái công nhân, các cái nhóm thợ với nhau thì đôi khi là nó có sự nhầm lẫn, và như vậy thì dẫn đến cái sự to tiếng là cái điều mà không thể tránh khỏi. Thì 2/3 của chiếc xà lan nó nằm ở trong nước rồi. Tuy nhiên là cũng đã có một cái sự trục trặc nhỏ nhỏ. Đây mọi người nhìn thấy đây, tức là cái mũi, cái lườn đó, ở phía mũi này, lườn ở phía mũi là cạ vào trong đất rồi, thì cạ vào trong đất. Nếu mà nó cách mặt đất độ khoảng một tấc thì là rất là đẹp, nhưng mà nó là cạ vào trong mặt đất. Và bây giờ thì các cái anh công nhân đang tiếp tục bơm hơi chiếc phao mũi này này để nâng nó lên, và có thể là xì hơi cái phao cuối cùng để cho nó hạ thấp ở cái phía ở cái sông xuống để cái mũi nó ngóc lên. Đúng rồi, nhưng này thì anh cười rất là tươi và khô ra một cái hàm răng rất là trắng. Hàm răng này mà đem đi quảng cáo cho hãng kem đánh răng Colgate thì là ăn tiền đây. Bây giờ thì xuất hiện rất là đông các cái YouTuber đang dùng điện thoại di động để quay lại khoảnh khắc mà chiếc xà lan khổng lồ đã nằm hoàn toàn ở trong nước rồi, đánh dấu cái sự hạ thủy đã thành công. Còn đây, xa ở phía đằng này này, xa phía đằng này là hai YouTuber nữ cũng đang rất là say sưa để ghi lại cái khoảnh khắc này. Không còn nghi ngờ gì nữa, con tàu đã được hạ thủy thành công rồi. Bây giờ thì mình xin được phép dừng video ở đây. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi ủng hộ. Xin nói lời chào tạm biệt, hẹn gặp lại ở các video tiếp theo. Thank you, bye bye.